Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2022 để có lượng máu cần thiết cho cấp cứu, cho người cần được truyền máu. Sau thời gian phát động, có 264 đoàn viên công nhân viên chức người lao động thuộc 28 công đoàn trực thuộc tỉnh và công đoàn ngành giáo dục đào tạo tỉnh đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện trên 400 đơn vị máu. Theo đó đã tiếp nhận được 282 đơn vị máu.